Bây giờ thì bọn mình đi ăn tối, nhưng mà mình muốn ăn gà, mấy bữa nay mình không có được ăn gà, cho nên là mình phải chuẩn bị món chẩm chéo để ở nhà đi đấy. Đấy, bây giờ mọi người cùng theo mình nhé. Buổi tối ở đây thì hơi lạnh mọi người ạ. Ngoài đường bụi lắm mọi người ạ. Cho nên là có ai đi ăn tối và đem chẩm chéo ở Việt Nam qua này không? Giờ mình sẽ vào khu chợ này khám phá xem tất cả các mặt hàng đồ ăn uống ở đây nhé. Hôm nay mình đi này thì mình biết quay được nhiều tất cả các mặt hàng ăn uống ở chợ Ấn Độ ấy. Mọi người biết không, ở đây là không ở cái khu chợ này đó là đồ ăn Ấn Độ thôi, chứ không có đồ Tàu này, không có đồ Việt này, không có đồ Tàu, không có đồ Việt, không có Korean, India food, tất cả là đồ ăn. Mình ăn hết cả gần một con gà nướng mọi người ạ. Cái bánh này nó ngon cực kỳ luôn. Đây là cái quán của bác này nhé, rất là đông, đồ ăn của bác rất là sạch sẽ. Look very good. Yeah. Thank you. Do you want to taste? Thank you. Late time. Thank you. Enjoy. No, tomorrow's not. He's asking for you. Yes, tomorrow. Okay.
mình đã ăn xong ở khu chợ rồi, bây giờ mình đi ra chỗ chợ quần áo ấy và chợ giày dép, mình đi quay một vòng xem có cái gì mua. Trang Journey. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.